đấy có con hải quỳ khá là to các bạn ạ. Cho bạn xem này. Cái này thì mình chiếu nó bằng cái đèn lặn đây, mình đang vứt dưới nước đây. Ở dưới nước này nó như một cái bông hoa luôn. Nó có rất nhiều cái tua rua. Cái này mình chạm nhẹ phát là nó thụt xuống dưới nước ngay các bạn ạ. Tí mình sẽ bắt các bạn xem nhé. Mình sẽ cho các bạn xem xung quanh nó nhé. Ở phía trên của nó, phía trên của nó thì nó là như một cái bông hoa đang nở ra này. Ở phía dưới chân của nó là một cái thân cây. Là một cái thân cây đấy. Vừa mình có đi qua nó đục mất rồi. Các bạn để ý này, nó có những cái râu nó đang vươn ra, sau đó là nó sẽ kéo những cái râu vào phía trong miệng của nó. Đây các bạn thấy chưa? Đây là cách mà nó kiếm ăn đấy. Mình thường đi biển thì mình gặp cũng rất nhiều con hải quỳ như thế này này. Con này cũng khá là to đấy, nhưng con này chưa to đâu. Có những con nó bông hoa nó to như cái mâm ấy các bạn ạ. Thì cho các bạn xem một chút nữa về đẹp của nó. Đấy, nó đang kéo những cái vòi của nó vào trong này. Con này chắc ăn sinh vật phù du thôi chứ không bắt cá tôm gì được. Đây con cá cạnh này mà không mà ok, bây giờ mình sẽ bắt nó cho bạn xem nhé. Thân ở đây rồi, nó che thân rồi, nó nở cái bông hoa nó to ra che thân rồi. Nó tụt xuống dưới rồi các bạn. Đây các bạn này. Đây này, cái râu của nó đây này. Nó tụt xuống dưới ngay đây này. Đây là mình còn nhìn thấy nó đây này. Nó đây, nó đây. Nó nằm ở đây. Đấy các bạn thấy cái mồm ở đây chưa? Đấy, bắt đầu nó vươn lên này. Ồ, nó lại tụt xuống nữa các bạn ạ. Có thể sờ nó ngay đây nhé. Mình sẽ mới xem. Đây mình chạm được vào nó rồi. Nó thụt càng sâu các bạn ạ. Thụt càng sâu. Nó đây các bạn ơi. Đây nó đây. Đây các bạn ơi. Nó đây, hình màu đen đây. Để mình mang giấy cho đây các bạn xem nhé. Đây nó đây các bạn ơi. Các bạn nhìn này, cái hoa của nó trên này này. Đây này. Đấy. Ở bên dưới nước thì nó rất là nó nở ra rất là đẹp, nhưng mà lúc mà nó thụt lại nhìn trong người nó rất xấu xí này, một cục đen xì luôn, toàn là bùn nữa các bạn ạ. Đây này. Ồ, toàn là bùn thôi. Thân mềm các bạn ạ. Khá là trơn đấy, nó giống như kiểu một cái lòng già con lợn đấy. Đấy dài này, mà cái gốc của nó là mình xé lên là nó bị đứt đấy. Chứ còn là nó ở bên dưới nó vẫn còn các bạn ạ. Đây cái râu nó trên đây, mình có thể nhìn thấy được ngay cái râu nó đây. Rất là đẹp. Nhưng mà nó kéo lên thì rất là xấu.
có lẽ nó đã chết rồi các bạn ạ. Đấy, hình thù nó đấy.